Xin kính chào quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh Bản Sắc Dân Tộc nhé. Bây giờ đang khoảng tầm 1 giờ chiều quý vị, hơn 1 giờ chiều. Đầu giờ chiều mà hôm nay nắng rất là gắt, nắng to luôn. Lúc buổi sáng sớm thì mấy anh em thợ đã lên được khá là nhiều. Và bây giờ đang khoảng đầu giờ chiều. Mấy anh em cũng vừa ăn cơm xong, nghỉ khoảng tầm 2 đến 30 phút. Lại tiếp tục là bắt đầu tiến hành xây để đẩy nhanh cái tiến độ lên. Mấy anh em thợ rất là nhiệt tình, nắng nôi nhưng mà không nghỉ trưa, ăn cơm xong cái làm luôn. Đấy, thật sự là mình nể mấy anh em luôn, nắng nôi mà giữa trời. Buổi chiều ấy thì nó được là cái góc bên này thì nó râm hơn một chút, còn nửa bên này thì khoảng tầm 3 giờ. Hơn 3 giờ thì may ra nó mới dâm được hết đến chỗ này. Đấy. Rất là nắng. Mà nắng gắt luôn. Nắng to luôn quý vị. Mấy hôm nay nắng cực to luôn. Hai hôm nay rồi. Được hai hôm nắng. Xong lại đến lại hai hôm vừa rồi nó lại mưa. Được độc hai hôm nay là nắng to thôi. Nốt ngày hôm nay, ngày mai nữa thì lên khá cao. Thì xây khoảng 2 ngày nữa có khi là thu hồi được rồi, thu nóc lên được. Đấy. Cái bột này có khi là cũng gần hết rồi. Hôm nay mình liên hệ với cái đội, liên hệ với cái người ta chở vật liệu ấy. Họ bảo là mai cho vào. Tại vì cái chỗ này thì mình hỏi mấy anh em thợ và hôm nay thì chỗ này về từ giờ đến chiều tối cũng không hết được cái chỗ bột này. Thì mai lấy vào cũng được, tại vì hôm nay cái người ta nhận vật liệu, chở vật liệu ấy, người ta cũng có một chút việc bận ấy, đâm ra cũng chưa vào được ngay. Thì họ cũng bảo là nếu mà cần thiết ấy thì họ cũng sẽ điều xe vào. Nhưng mà dù thôi, người ta có việc bận thì mình cũng tạo điều kiện cho người ta. Dù gì thì hôm nay cũng chưa thể hết cái vật liệu được, đâm ra là mình có thể là mai cho vào thì cũng được. Đấy, còn cái phần vật liệu bên về gạch ấy thì cái gạch to này thì xây gần hết thì mình mới tính toán được xây mới thiếu bao nhiêu. Còn cái gạch bé này này, gạch bé này quý vị chắc chắn là lại sao còn thiếu đấy. Gạch bé để ngăn cái bức tường buồng ở bên trong, cái này ở chỗ này chắc còn vài chục viên đến trăm viên nữa thôi, nó còn khóm khóm này thôi đấy. Ra là có thể là thiếu, mình sẽ bảo lấy thêm đấy, lấy thêm. Tại vì là nếu mà để mà xây ngăn cái bức tường buồng thì nó cũng không là đáng kể, nhưng mà sau này mình còn làm cái ống khói nhà bếp nữa quý vị. Đấy, làm thêm cái ống khói nhà bếp và ngăn cái ở trong bể phốt thành ba ngăn ấy, cũng ngăn bằng gạch bé để cho nó đỡ tốn diện tích ấy. Đâm ra mình phải lấy thêm khoảng một ít nữa cho nó đủ. Đấy, đối với mình thừa nó mới là đủ, còn thiếu ấy thì là mình không biết là chạy đâu được. Còn thừa thì mình cũng tính toán là thừa nó không đáng kể. Đấy. Mấy anh em không nghỉ mấy sao ấy nhờ, buổi trưa một tí đã ra làm. Gần 2 giờ rồi. Bác Phứ ở trên đấy phơi nắng ấm nhờ. Ấm không bác Phứ? Ấm không? Phơi nắng, ngồi giữa nắng phơi luôn, sợ thật. Trời nắng rát này. Quen rồi sao ơi?
Ở đây hôm nay mình vừa bảo em Hùng lên đây hộ mình là cái phần này. Lên lên Hùng ấy. Thì nó lên lên đây làm anh cái này với bác Phứ nhá. Em Hùng lên đây hộ mình làm cái này để làm cái chân tét ấy. Sáng nay mình cũng bảo bác Phứ san ra rồi. Nhưng mà san nó chưa được lắm. Bác Phứ ở đây phơi nắng à? Ủa, sao mày tuần chí xí là? Xí xí à? Cái gì? Đây. Sao mày tôm gì à? Chị chơi xuống này. Ui, ngã xuống đấy. Không, không, ta ra đây xong tí với bác Phứ bảo anh cái này tí nó làm cái chân tét ấy. Xong em đi lấy cái chân tét về đo xem hay san san ra một tí nữa. Xong là... Tí nữa em nhặt cái đá dưới kia, đá học với bé. Về giải xong là trộn vữa nhá. Trộn vữa xong đẩy lên xong anh bảo thợ lên cán hộ. Vâng. Bởi bác Phứ làm đấy. Hai chú cháu à. Tí lấy cây lấy chân tét này bảo Phứ lên hộ đi. Bác Phứ đây này, hay chân tét đây này. Cái gì lộ? Lộ thì ơ ơ la la rào tí chắc cua có lộ hóa lửa. Tao rồi. Thôi sẽ tao rồi. Đấy đo xem bằng nào ấy. Bằng đấy có thoải mái rồi nhờ. Thoải mái. San nó bằng thôi, bây giờ san nó bằng thôi. San cái chỗ đất này mượn này ra này. Vâng. Sau này cua, lau lên. Cua bác Phứ vừa làm xong mà. Còn này được, còn san bằng chỗ này là được. Xong cái chỗ này mình sẽ láng để tét. Còn cái chỗ này em tí em lấy cái cuốc về làm san nó mượt mượt một tí. Vâng. Cho nó bằng ra là được. Toàn từ cái mép này đi được em ạ. Vâng. Đấy thì cái mép này bằng ra. Ui. Bạn lên xuống đây bác nhặt những cái sỏi này vào xe tua xem chở lên kia. Những cái đá bé này. Để lên kia cán ấy. Anh Nhu tình của em cái. Bảo nhặt những cái đá này lên tải như kia. Đấy đây là những cái đá bé này, này. Đây lại như này này. Đây. Cái xe rùa đẩy lên kia, ở trên này nhiều thì tận dụng để làm cái đế, cái nền này, để láng tét. Bằng cho em sắc bạc nữa tầm tầm đây thôi nhỉ. Vâng. Đấy tí nữa lấy đá về giải xong rồi trộn vữa lên lên rồi anh nhờ cái đội thợ cán cho. Vâng. Bằng này là thoải mái quý vị, mình chủ yếu tí nữa mình xịt xịt vào bên đằng trong này này để cái tét ở trên này. Đấy. Đẩy hàn xe lên trên này này em. Thằng nào trở lên được đấy. Đỡ về với xa. Bò nhà đỡ chưa? Đỡ. Đỡ rồi à? Tiêm à? Lại ăn rau. Chịu ăn cỏ rồi thì. Vâng.
Sáng nay em Hùng vừa bảo mình là cái con bò nhà em Hùng nó bị ốm quý vị ạ. Nhà có mỗi con bò. Đấy, chịu hôm nào cũng đi lấy cỏ là bị ốm. Sáng nay lúc mình gọi đang lo. Tiêm hay như nào ấy? Tiêm chưa? Tiêm. Tiêm rồi à? Tiêm sáng nay à? Rồi. Thế tốt rồi. Làm xe nữa mới đủ ấy nhỉ? Vâng. Lấy nữa ba Phước ạ, lấy nữa. Trời nắng rất là to quý vị. Nắng gắt này. Nay bảo em Hùng lên hộ ấy. Nó to luôn. Đủ không? Chắc chưa đủ ở sau ấy. Ta sao là thế nào? Ui. Chọn rồi. Đấy chọn luôn tại trận chỗ luôn được mà. À nhưng mà còn phải lấy phi nữa chứ. Phi vào này làm sao đủ. Mắc cao cao tí. Ông mới cho xin một hello. Đấy cào cào phi xuống bác cào hết cái phi xuống bác ạ. Cào mỏng mỏng lấy cái phi xuống hết. Phải mắc cao cao tí mới được mắc này yếu. Ôi xin một hello. Cào được phi thôi, cào được phi ở trên kia thôi, cái phi ở trên đỉnh. Trái giá của xin luôn. Thank you.
Chắc thế thôi em ạ. Xúc lên nó tí nó đổ ấy, mình vừa còn láng. Ừ. Cho cái tao. Cái chà mất rồi đấy. Đấy là thao em kìa. Bình xe đổ em ạ, cái đá chèn cái bánh rồi. Bánh. Đổ luôn. Ờ cứ đổ đấy xong tí anh thợ lên cán hồ. Đôi ba xe đủ khoảng 10 phân. Này á. Hơi khô à? Hả? Đá khổ đấy. Bà bác Phứ đi lấy được mà. À, cái xô nước cái bác Phứ lên xuống nước bác Phứ. Vậy thôi đi. Vâng, khoảng đấy là đủ đấy anh ạ. Hoặc là lẹm lẹm ra ngoài một tí cũng được. Chủ yếu là cái trong khoảng đá thôi. Đủ cho anh. Đổ dày khoảng 10 phân là đẹp nhờ. Tao sợ nó lún. Đủ cho anh, xe nó còn mới đủ nhờ. Đấy hết rồi sao?
Hùng lấy hộ anh xe nữa Hùng ơi. Mét nó chỗ đấy có khi đủ ấy. Một xe nữa là đủ. Một xe nữa là khá đủ. Hết rồi phải không em? Về cơ đấy là thoải mái rồi nhỉ. Maxi khá cao. Chiếu vuông vuông mấy cái góc ấy, sợ cái chân nó ấy ra ngoài, thiếu ra ngoài. Đủ không anh? Đó là chỉ thước em thước cái thước ấy, hỏi anh em ở đâu ấy ta ý nhau thứ đi. À trên cái nóc nhà kia, trên chỗ đống phi ấy. Vướng à. Đi ra luôn. Hả? Hôm nay nè nè bữa sau lại quay phim à? Bữa sau vậy? Cái này tí phải cái gì rào vào cũng được, tí gà hay bọn trẻ con đáp gì vào là cũng mệt. Tôi chê. Chỗ chỗ không à? Ồ. Chiếu bốn góc. Em nghĩ là bốn góc cho nó dài một tí. Đây chỗ đây nó ấy mà, chỗ đây nó nói chung là cũng đủ khổ đạn. Cái này để từ ấn mai thoải mái nhờ. Từ ấn mai là đặt chân tét lên được rồi. Đặt tét lên lắp sẵn được rồi.
nhưng mà chưa xả nước vội, mình chỉ lên sẵn thôi. Còn ủa khó đây hảo à? Bác khứ này, bác phứ này chịu khó đột xuất nhỉ? Buổi trưa ra phơi nắng nhỉ? Ra phơi nắng có ấm không bác phứ? Ấm à? Làm cả áo len, áo đông xuân. Bạn này thoải mái tạo ngồi nhà anh nhủ nhỉ? Này vấn đề là phải trông được bọn trẻ con cơ. Bà bác Phứ để ý cơ, không bọn trẻ con với cả gà nó xuống cũng đủ mệt. Từ giờ đến tối là có khi là gà xuống không sao. Chỉ sợ bọn trẻ con thôi. Đấy, thế là xong cái chỗ mà để cái chân tét nước cái gì ạ? Cái chân tét nước. Từ giờ đến mai ấy, thì là có khi là nó sẽ khô hẳn thôi. Mình sẽ lắp cái tét lên sẵn rồi được chờ sẵn, nhưng mà mình sẽ chưa xả nước vào để cho nó đảm bảo. Thấy cái chân tét nước và cái tét nước kia nha quý vị. Hôm nay em Hùng em cũng lên hộ mình. Thế thế nào các lão đại trẻ? Ba Hùng ơi. Hùng bảo bác Phứ ở trông bọn trẻ con ở trông gà ở đây nhá, đi để ý nhá, không là nhớ đi chùa cay chùa nhuyễn này không cho nó chùa đấy, không không là vào là gà với trẻ con đắp cái gì vào là mệt đấy, đắp đâu chơi anh chị rồi rồi để vừa đi sang quan chuyện rồi, để ý nhá bác, bác để ý nhá bác nhá, đấy đấy để ý bọn trẻ con là được, cái gà không phải cần thiết phải ngồi đấy đâu. Còn đây là phía dưới này mấy anh em thợ cũng rất là miệt mài. Xây được khá là cao rồi quý vị, xây được khoảng tầm 11 hàng, 12 hàng cây rồi đấy, hàng gạch rồi đấy. 11, 12 hàng gạch gì đấy, khoảng đấy quý vị. Từ giờ đến mai ngày kia nữa là có khi là thu hồi nắp được. Đấy. Đây bên này nói chung là lên rất là nhanh luôn, mấy anh em thợ làm tiến trình tiến độ công trình cũng khá là nhanh. Như thế được bao nhiêu mét rồi anh? Gần sắp xỉ 2 mét à? Và được cái là buổi chiều này nó cái có cái tán cây tre này nó dâm bóng mát ở bên này nên anh em thợ làm nó mát hơn. Đấy, dâm mát hơn. Hôm nay em Hùng hộ mình rất là vất vả quý vị. Đây lỗ mà. Nước về nhiều phết nhờ, nguồn nước về nhiều phết đây. Đây phía bên này nữa quý vị, nhìn hầu như là căn nhà nó cũng khá lên, được gần như là một nửa căn nhà rồi, xây lên được gần nửa già căn nhà rồi quý vị. Đấy, còn cái phía bên đằng nhà bếp với cả bể phốt này thì bao giờ làm xong cái căn nhà đấy thì mấy cái anh mới bắt đầu tiến hành làm bên này sau. Đấy, nhà bếp, nhà vệ sinh là bên này quý vị. Từ giờ đến tối cho anh cũng chỉ lên gạch thôi, đâm ra là mình cũng chả có cái gì để chia sẻ cho quý vị nữa. Thì chắc có lẽ cái video này mình cũng xin khép tại đây thôi. Nếu quý vị thấy video hay và bổ ích thì hãy like cũng như chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Thôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo.